đăng ký trải nghiệm miễn phí lái thử xe VinFast, tư vấn các dòng xe VinFast Fadil, VinFast Lux A2.0, VinFast Lux SA2.0, nắm bắt ngay cơ hội sở hữu chiếc VinFast ưu việt tại thời điểm mức giá và khuyến mãi tốt nhất. Link đăng ký nằm trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Nikkei, VinFast sẽ có mặt tại Myanmar. Báo Nhật viết gì về tham vọng mang VinFast ra nước ngoài của Vingroup? Tập đoàn Vingroup gần đây đã thêm lĩnh vực sản xuất ô tô đầy tham vọng vào danh mục đầu tư của mình, đang cung cấp mức giá ưu đãi cho các tài xế lái xe muốn mua một chiếc xe mới. VinFast bắt đầu giao xe cho khách hàng vào tháng 6, 2 năm sau khi công ty này được thành lập. Công ty con của Vingroup cho biết họ đã nhận được hơn 10.000 đơn đặt hàng từ các tài xế cá nhân, ngay cả trước khi xe hoàn thiện và ra khỏi dây chuyền lắp ráp. Việt Nam đã ban hành các chính sách, các ưu đãi để hỗ trợ ngành công nghiệp xe hơi địa phương và VinFast có thể sẽ hưởng lợi từ đó. Đây là nhà sản xuất ô tô bản địa duy nhất của Việt Nam. Đầu tháng này, Vingroup tuyên bố họ đang hợp tác với Fastgo, ứng dụng gọi xe của công ty Fastgo Việt Nam trực thuộc tập đoàn Nestec để cung cấp các phương thức thanh toán trả góp cho tối đa 1.000 tài xế mua xe VinFast. Sự hợp tác giữa hai bên bắt đầu kể từ tháng 9. Thỏa thuận tài chính giữa hai bên sẽ cho phép các tài xế Fastgo mua một chiếc Fadil trả góp với khoản thanh toán trả trước 20% giá gốc. Fadil là một chiếc hatchback 1,4 lít có giá khởi điểm khoảng 450 triệu Việt Nam đồng, tương đương 19.400 USD. Trước mắt, Fastgo sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe VinFast tại một số các khu phức hợp của Vingroup tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, Vingroup có 10 khu phức hợp lớn với nhiều tiện ích bao gồm nhà ở, khách sạn, văn phòng và các cơ sở khác, cũng như 8 trung tâm mua sắm hoặc trung tâm thương mại lớn Vincom, 41 siêu thị Vinmart, 19 trường Vinschool, 4 trường Vinmart và một điểm du lịch tại khu nghỉ dưỡng. Fastgo cũng tuyên bố sẽ giảm giá 50% cho khách hàng đặt chuyến đến hoặc đi từ các điểm đến của Vingroup tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Fastgo hy vọng thỏa thuận sẽ mang lại dòng khách hàng từ Vingroup. Song, đây cũng là cơ hội để VinFast tiếp cận những khách hàng tiềm năng. Thỏa thuận hợp tác cũng bao gồm việc Fastgo sẽ thuê 500 xe từ VinFast. Các lô hàng đầu tiên, khoảng 200 chiếc Fadil, sẽ được giao vào cuối năm nay. Vingroup đã đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD vào nhà máy sản xuất ô tô đặt tại thành phố cảng Hải Phòng. Ban đầu, VinFast dự kiến sẽ sản xuất 250.000 xe mỗi năm. Doanh số bán xe chở khách của Việt Nam đạt mức 276.000 vào năm 2018. Mục tiêu cuối cùng của VinFast là đạt sản lượng 500.000 xe mỗi năm. Mục tiêu đó vẫn còn một chặng đường dài. Để đi đầu, Vingroup rất muốn khai thác thị trường nước ngoài. Ông Võ Quang Huệ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, phụ trách dự án VinFast, nói với các phương tiện truyền thông địa phương rằng công ty dự kiến sẽ xuất khẩu xe sang Nga và Myanmar, mặc dù ông từ chối tiết lộ cụ thể là khi nào. Nguyễn Hữu Tuất, nhà sáng lập và kiêm giám đốc điều hành của Fastgo, nói với Nikkei Asian Review rằng Fastgo đang thực hiện một thỏa thuận tiềm năng, cung cấp xe VinFast cho Fastgo tại Myanmar, nơi công ty này đã bắt đầu hoạt động từ tháng 12. Từ trí thức trẻ, Nikkei Asian Review, CafeBiz, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.